mày cũng như ba mày, đàn ông con trai nhu nhược, không biết tính toán. Phải mạnh dạn lên chứ. Chuyện nhà không lo, lo chuyện hợp đồng. Mày đó, đừng nhìn tao. Con cái lớn. Mẹ, anh hai cũng có nỗi khổ riêng của anh. Mày nữa nha, mày câm cái miệng mày lại à. Tiền bạc không có, học hành không lo học hành, để sau này có cái tương lai. Ca hát làm show, sao mà lời hay không lời. Mà tôi hỏi bà nè, chưa làm bà biết lời chắc chắn 100%. Thì ông làm đi rồi ông biết. Trời đất ơi, ông nhát, ông nhu nhược, ông nhát, ông không biết tính, ông là người tối tính. Không, nha. Mẹ nói vậy không có đúng, cái đại ba ông là... phải mạnh dạn lên chứ. Mày coi đó, cái đại ba là ba nói đúng. Bây giờ mẹ thử nghĩ lại đi, nếu như mà bây giờ đem cái nhà này cầm cho ngân hàng, mà cái miếng đất đó mình mua xong về mình ôm 1 năm 2 năm mình không bán được, thì trong thời điểm đó cả gia đình mình ở đâu? Mày cũng như ba mày, đàn ông con trai nhu nhược, không biết tính toán. Phải mạnh dạn lên chứ. Chuyện nhà không lo, lo chuyện hợp đồng. Mày đó, đừng nhìn tao. Con cái lớn. Mẹ, anh hai cũng có nỗi khổ riêng của anh. Mày nữa nha, mày câm cái miệng mày lại à. Tiền bạc không có, học hành không lo học hành, để sau này có cái tương lai. Ca hát làm show. Ủa mẹ. Đó, đứng ra làm show rồi là ta hưởng đó, thấy không? Cái này cho con nói nghe đi, con binh thằng em con cái mẹ. Nó cũng phải đi làm, nó kiếm tiền, nó phải dành dụm riêng, nó làm cái show cá nhân của nó chứ mẹ. Show cá nhân của nó rồi nó làm nó có được hưởng không ha? Nó cũng cho người ta hưởng. Mày có thấy đó, cái đó là cái bao đồng không? Tại sao vậy? Bao nhiêu công sức của tao của ba mày đổ nuôi tụi bay, để tụi bay cái đầu tụi bay mở mang ra, tụi bay kiếm tiền để giúp gia đình mà không có, toàn là cho người ta ăn không mà. Rồi mày thấy đó, biểu tao không nói, mày nhìn kỹ lại đi. Ở nhà này bao nhiêu thứ tiền, tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền sinh hoạt hàng ngày, tất cả mọi thứ tiền đổ lên đầu tôi nè. Tôi căng lắm. Mọi người nói chuyện bao đồng không à? Thôi tao biết rồi. Mới bệnh phóng gì về đây nè. Cái mặt bự hơn cái gì, con trái ở trong nồi mới bưng ra. Thấy cục hụt sòn rồi cà nanh thấy không? Trời ơi, sao ngộ quá vậy? Ghèo nữa. Con nói đúng không? Đúng. Đáng lý cái đó là của ai? Của gia đình mình. Là của mình hưởng đó, mình tại mình ngu quá. Hiểu không? Cái đầu mình không có mở, mình không có thông minh đó, nên tao mới hưởng đó. Nè, đừng đánh trống lảng. Nãy có 20 triệu anh hai cho đúng không? Ủa bà không tính cho tôi đồng nào để uống cà phê hả? Giữ hết 20 triệu hả trời? Ủa, tôi nói rồi, cái gia đình này bao nhiêu thứ tiền, bao nhiêu đó không có thấm tháp gì đâu. Ông đừng có nói tới cái 20 triệu đó ở đây nha. Tôi nổi đen nha. Tôi tăng xong nha. Thôi mà, hiểu rồi. Tôi đâu hả? Vô lấy thuốc. Mày tăng xong quá mà. Để con lấy thuốc cho. Không, tự tôi uống được rồi. Để cho mấy người ở nhà đó, mấy người tự ngồi đó, mấy cha con mấy người làm gì làm đi. Cái nhà này hiểu mẹ rồi. Để tao ha, tao vô trọng, tao cũng lấy lại được mấy triệu để tao đi uống cà phê chứ đừng nói. Nhẹ nhẹ vậy ba. Khổ thiệt chứ. Khổ gì? Anh thấy là mẹ nói cũng đúng á. Cái nhà này nè, bao nhiêu tiền, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền mua những cái đồ giặt giũ trong nhà, tất tần tật mẹ là người lo hết. Y chang như chị hai mày vậy đó. Anh thì không có công việc làm ổn định. Chị hai mày nè, quán xuyến lo hết tất cả mọi thứ, đi kiếm tiền về. Lo nào là tiền tả, tiền sữa, rồi tiền ăn, tiền học cho con bé Na. Em hiểu cho mẹ rồi. Mà mẹ chửi nhiều quá, điếc đầu, điếc óc chết. Tắt hết điện nữa, nóng chết luôn. Mà anh hai, cái tiền mà 10 triệu của em á, em tính vậy, mình chia đôi. Xong rồi có gì em gửi cho anh thêm 2 triệu nữa, coi như là cái tiền mà anh đi làm trợ lý cho em. Thôi mày giữ hết đi, đưa làm cái gì? Giữ đó để nó tiết kiệm, phần anh tự lo được. Thôi sao mà được. Thì anh hai cứ coi như là em cho tiền bé Na nó uống sữa. Nếu vậy thì anh chỉ lấy 2 triệu thôi. Còn 8 triệu đó thì mày cứ giữ đó, cần cái gì mày xài. Chứ bây giờ mày không có tiền là mày mượn ai, mày xin ai? Cho mẹ chửi nữa hả? Cũng tốt. Vậy thì em để tiền đó, em làm show riêng của em cũng được. Em để dành. Gì? Đi dành làm show nữa hả? Từ chừng nào mày làm? Thì ai biết. Khi nào mà em thấy cái chuyện em với anh hai làm được cũng có tiền. Thôi dẹp ha. Anh là bây giờ anh không có hứa gì hết á. Bản thân anh là bây giờ phải đi tìm một cái công việc ổn định, có lương hàng tháng đàng hoàng. Anh còn phải tích góp tiền. Năm sau là con bé Na nó vô lớp 1 rồi. Anh phải lấy cái tiền đó anh phụ vô cho chị hai mày. Trời chứ ơi, chứ không thì cái tao sống cũng không có yên công ổn. Công việc ổn định, lương hàng tháng, anh hai làm gì? Là cái gì thì từ từ tao tính chuyện của tao.
Nay nói đi, nay làm gì? Nói nghe đi. Nay bây giờ anh thấy là mày đừng có tính trước cái gì hết á. Tính trước là bước không có qua. Chừng nào có show, anh đi theo, anh làm trợ lý, anh phụ mày, lúc đó thì tính. Còn cái việc của anh là bây giờ là tao sẽ làm shipper, tao đi chạy, tao giao hàng cho ông bé My, tao kiếm tiền, tao tích góp, tao để đó ha. Rồi tao kiếm thêm một cái công việc gì đó sắp tới, tao làm cho nó ổn định, có lương hàng tháng đàng hoàng. Phải tích góp tiền, năm sau là con bé Na nó vô lớp 1 rồi. Bây giờ thử mà không đưa tiền coi, rồi chị hai mày xây sở nổi không? Bây giờ anh vừa làm shipper, bây giờ anh kiếm thêm một công việc ổn định mà có lương hàng tháng, anh hai làm gì? Cái chuyện đó tao tính, nói chung là miễn sao tao có tiền về tao lo được cho cả cái gia đình này được. Mới tính thôi có làm đâu. Tính hay anh lắm. Hai cho anh em con tính rất hay. Giờ tính giùm mẹ này đi. Nè, nè, tính này nè. Rồi tính thêm trong đây nè. Này là hóa đơn tiền nước, tiền net. Nè mẹ nói mẹ đóng. Tiền điện. Tôi đóng chứ không ai đóng. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hai người, nhất là cái người này nè, trước khi kiếm tiền để làm số á thì phải tính cái vấn đề này trước đi nha. Tính được không? Rồi nói tôi nghe. Thử làm trụ cột trong gia đình này một thời gian đi. Rồi bé, ngồi đó tính đi. Anh hai thấy mẹ vô lý không? Tự nhiên em đi làm mang tiền về chứ còn đâu có phá tiền đâu. Mày tính đi kìa. Không có tiền còn đỡ tiền ăn người ta bao ăn em luôn.